Những lưu ý quan trọng trong việc sông đất đầu năm Ngày mùng 1 Tết được coi là ngày đầu tiên mà vận khí của toàn bộ năm mới sẽ đến với mọi gia đình Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, may mắn trong thời gian này thì cả năm cũng tốt lành may mắn và an khang thịnh vượng Điều thứ nhất Chọn tuổi và sông đất như thế nào? Theo quan niệm của cha ông ta, người sông đất vào thời gian đầu năm này là phải là người có gia đình hạnh phúc, ăn nên, làm ra hoặc có danh vọng và địa vị trong xã hội người sống đất phải có tính cách cởi mở, khoan dung, tốt tính, đức độ. Nếu có đủ những điều kiện trên khi sống đất, nhà sẽ nên mang lại may mắn, sung túc trong cả năm cho gia chủ. Những ai hợp tuổi song khó tính mà sông đất thì chưa chắc gia chủ sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới. Ngoài ra, những ai tên hay khi sông đất cũng đem lại nhiều may mắn cho gia chủ người sống đất phải có tuổi hợp với gia chủ, tuổi người sống đất nên có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh đối với gia chủ. Cùng với đó là thiên can, địa chi, ngũ hành của năm cũng cần tương sinh với người đó. Điều thứ hai, người sông đất và sông nhà nên làm những gì? Người đến sông đất thường chỉ nên đến thăm chúc Tết trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút chứ không ở lại lâu để cho mọi việc trong năm của gia chủ sẽ được trôi chảy và thông suốt. Đồng thời, nên chuẩn bị phong bao lì xì si màu đỏ để đến sông đất và nhập tài cho gia chủ, giúp gia chủ lấy may mắn trong đầu năm. Người sông đất phải dành những lời chúc may mắn, an lành và tốt đẹp về sức khỏe, sự thịnh vượng về vấn đề tiền tài lộc và tình duyên cho gia chủ trước. Gia chủ phải biết trân trọng, mời người đến sông đất bằng cách dùng chầu cau, ăn bánh mứt, rượu trà để đáp lễ. Sẽ là điều rất tốt khi có nhiều người vào sông nhà cùng một lúc, nhất là khi có trẻ em. Điều 3. Những điều kiêng kỵ khi đi sông đất. Phụ nữ nên kiêng sông đất vì phụ nữ mang tính âm mà sông đất đầu năm cần nhiều dương khí vào nhà thì mới mạnh mang lại sức khỏe và làm ăn phát tài. Nếu sông đất là hai vợ chồng cùng đến sông đất, người chồng nên bước vào trước, những người có tuổi xung khắc với gia chủ hoặc gia đình có chuyện buồn phiền nên kiêng sông đất, người sông đất nên kiêng mặc quần áo trắng hoặc đen, người có đạo đức không tốt và vướng vào chuyện kiện cáo tranh chấp đang gặp vận rủi, phụ nữ đang đến tháng hoặc quá chồng nên sông đất nhà mình kiêng thuê người sông đất